thấy bạn này là hồi đó bạn này kiểu chảnh chảnh chó mà kêu thấy là chảnh dạ, và em nói là mà tính em thì nếu mà đứa nào mà càng chảnh em càng phải chinh phục. Lúc em có bồ rồi nhưng mà em vẫn muốn quen nhỏ này quen bỏ xong rồi bỏ đi cho nó bỏ ghét, tại vì em thấy nó chảnh quá, chảnh quá đúng không, nó chảnh quá. Tốt em thì nó cũng nói là ý đồ không có trong sáng nó cũng em là mày thử đi, giống như là ý là mày cũng thách đố em là con mày được cua cho bỏ ghét đúng không. Do gì mà em không ưa Phúc vậy? Tại vì cũng chẳng đâu kém gì em đâu chị. Chị thấy có một người nào mà đi cua con người ta mà vô lớp tuyên bố là ở trong cái khóa này là tôi thích hai người. Bây giờ là sau khi cân nhắc suy nghĩ thì tôi quyết định là tôi cua bạn. Chị thấy có ai tuyên bố vậy không? Chào anh Quốc Thuận. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Mình là Quỳnh Phượng, là diễn viên. Xin được chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chắc là mọi người thì rất là yêu mến cái chương trình Vợ Chồng Son này giống như vợ chồng em. Là thật ra thì vợ chồng em xem chương trình này để anh chị, để mình có cái kinh nghiệm sống vượt qua được 19 năm qua, là chắc cũng có một số năm để nhờ Vợ Chồng Son để tụi em có cái kinh nghiệm á, chứ cãi lộn nhau hoài. Dạ. 19 năm. Dạ. Bây giờ em bật mí cái tuổi của em ra coi. Em là năm nay em sinh năm 80, nên em 39 tuổi ạ. Phải công nhận là Phúc trẻ thiệt. Quá dạ, cảm trẻ. Ơn anh. Giờ Phượng nó nói tuổi ra còn mất hồn nữa nè. Đó, giờ mời em. Dạ em nhỏ hơn Phúc 1 tuổi ạ. Đó. Chị cái tuổi chị bằng nó là chị đã giống vậy rồi. Thiệt. Lần đầu tiên các bạn quen nhau như thế nào? Và ai ấn tượng ai trước tiên? Em nhớ năm đó vô trường sân khấu là em học lớp thầy Đoàn Dũng, Phượng học lớp thầy Công Ninh. Thật ra thì lớp em với lớp này là không ưa nhau, hai lớp chung với nhau là không ưa, tại vì thấy bên này gái đẹp mà lớp em là gái là không có được đẹp những gái này, nhưng mà bên gái lớp này chảnh lắm chị. Em thấy bạn này là hồi đó bạn này kiểu chảnh chảnh chó mà kêu thấy là chảnh bỏ ghét cái dạ, và em nói là mà tính em thì nếu mà đứa nào mà càng chảnh em càng phải chinh phục. Lúc em có bồ rồi nhưng mà em vẫn muốn quen nhỏ này quen bỏ xong rồi bỏ đi cho nó bỏ ghét, tại vì em thấy nó chảnh quá, nó chảnh quá đúng không, nó chảnh quá mà biết là ba là nghệ sĩ nhân Đỗ Lộc nữa, cái biết cũng nhà nghệ sĩ. Cho nên là trong lớp em thì nó cũng nói là ý đồ không có trong sáng. Nó cũng nói em là mày thử đi, giống như là ý là mày cũng thách đố em là con mày được cua cho bỏ ghét đúng không? Đúng rồi, tiện Phượng nó khó quen lắm, mà lúc đó nó đang là cũng rất là nhiều phim, đóng phim, lúc mới vô trường đã có phim rồi, chị đi phim rồi đi diễn cho anh Tiết Cương nữa. Thấy chưa? Các em tìm đủ mọi cách nhưng mà hoài không được. Sau đó là ông này là phải chở em đi diễn chắc cũng phải cả 2 năm mấy luôn á. Mà cứ chở ngang không vậy mà nhất định không thích là không thích. Dạ. Cái kiểu gì kỳ lắm chị. Em còn nhiều cái ác lắm chị. Lý do gì mà em không ưa Phúc vậy? Tại vì cũng chảnh đâu kém gì em đâu chị. Chị thấy có một người nào mà đi cua con người ta mà vô lớp tuyên bố là ở trong cái khóa này là tôi thích hai người. Bây giờ là sau khi cân nhắc suy nghĩ thì tôi quyết định là tôi cua bạn. Chị thấy có ai tuyên bố vậy không? Trời, cua gái mà dằn mặt quá à. Mà ngang ngược vậy đó. Xong em tính bỏ cuộc rồi. Thì lúc đó là thầy Ninh mới cho đóng một cái vở Romeo Juliet. Và thầy Ninh nhờ em sang để phụ khiêng đồ cái đặt em xung phong qua liền. Thì thầy mới thấy là bây giờ thầy cho một Phúc đóng vai Romeo rồi anh Phượng nó hung. Mà thầy bắt phải hung thiệt, hung như điện ảnh. Cái em nghĩ là thời cơ tới rồi. Nghĩa là xong cái Phượng hung thiệt. Hôn thiệt xong rồi sau đó là Phượng đứng lên đi ra thì em không đứng lên được. Em bị đỏ mặt, em chạy về một lớp một mạch rồi em biết là em thương bà này thiệt. Chứ em không phải là em cua để mà giống như cua dằn mặt nữa. Nhưng mà em cũng thương vậy thôi, em nghĩ chắc là tình đơn phương chứ bà này bà không có cái chảnh giống như bây giờ còn chảnh. Bà ngồi lại bên mép thầy Ninh, thầy nó hung con thiệt thì thầy đổi bạn khác đi. Nhưng mà riêng bản thân em thì anh muốn hỏi là em có một cái cảm xúc gì không? Thật ra thì lúc đầu là hơi bất ngờ, ngỡ ngàng, và sau đó thì không có cảm giác là thích mà cảm thấy ghê ghê. Chắc cũng phải sau đó cũng phải đến gần 2 năm sau thì tụi em mới có những cái tình cảm là em thôi, chứ còn Phúc đã có cảm tình với em rồi. Anh nhưng mà cái thời điểm đó là cái gì mà em có tình cảm với Phúc? Tại vì thật ra là thấy bạn ấy cũng rất là kiên trì, và phải nói là bắt đầu từ cái khi mà tuyên bố cái câu đó là không có để ý một bất kỳ một bạn nữ nào ở trong trường nữa. Em mới cảm thấy là vậy là bạn này cũng không đến nỗi thì xấu như mình nghĩ. Em tìm đủ mọi cách cho tới sau khi cái lần đó xong thì quen cũng mấy năm, thì em một ngày đẹp trời em đưa Phượng về, cái em mới nói là thật ra thì đúng một cái lần hung của thầy Ninh thôi chứ bây giờ chưa được hung cái nào hết. Tới một ngày em làm liều, tại vì cái nhà Phượng đi vô một cái hẻm thì hôm đó nó tối, thì hôm đó bị điện đèn nó tắt hết, nó tối em lại là cơ hội tới lần nữa. Em mới dừng xe lại, thế em quay ngược lại sao em hung một cái nữa. Thì em hung một cái thì em bị một cái tán bóp. Hồi như là trời giáng, nó sáng, em lúc đó thấy trời nó sáng coi như là Phượng đó là tại sao giống như hung Phượng như thế. Em cứ yêu nhau thì phải hung nhau chứ, thậm chí là người ta còn làm gì hơn nữa, mà bây giờ mình không làm được gì hết thì họ bỏ đi chứ yêu mà cứ nhìn nhau gì không được. Em thấy không chay yêu trường vậy là sao? Em còn nhiều cái ác hơn nữa chứ. Tụi em yêu chay trong bao nhiêu lâu? Em nói ra thì có thể mọi người không tin, tới lúc cưới luôn. 9 năm à? 9 năm từ lúc yêu cho tới lúc cưới là 9 năm là tụi em. Mà chay trường mà người ta đụng người ta hung cái là quýnh người ta vậy đó. Không, tức là em chơi cái trò gọi là mở treo cho mèo nhịn đói đó chị. Vâng, nó chị với có nghĩa là chị hung rồi kia bình thường, và cái khi mà mình bắt đầu mình ngực mình ấy lên là xong rồi đó.
Dạ, cái sao em còn nhớ lúc em tới nhà Phượng, cái nhà Phượng có nguyên cái hầm rượu, tại ba Phượng đi diễn nước ngoài này rượu nhiều lắm, cái sao em xuống em muốn ngủ, nó rượu muốn ngủ để cho lấy tinh thần đó. Lấy tinh thần tại tức quá, cái làm đại đi xong rồi làm đại đi, cái em lên em thấy ngủ mất tiêu luôn rồi đó, rồi thôi xong. Em nghĩ là Phượng em vợ em là cái dạng người chắc không có ai luôn á, tại vì em nghĩ là yêu nhau tới cỡ đó rồi mà còn vẫn giữ gìn thì em thấy hơi bị vô lý. Không nhưng mà phải đâu, thật em cũng không dám đòi hỏi hơn, nhưng mà người em nghĩ là bà này mới bị bệnh, em thấy chắc mẹ này bị điên nè, thiệt có con thần kinh tâm thần nó đúng rồi nghe luôn thiệt. Hồi xưa em có bồ bạn gái em là cái chuyện đó bình thường, nhưng mà với dù khi gặp Phượng là em tự nhiên bị là giống như bị ăn chay vậy đó, kiểu như là tự mình giải quyết một mình mà không có ấy, em giống như mình giống như mình giống chị nói là bị bệnh á, chứ là vậy chứ quay qua nó là thằng con này đúng là con điên luôn, như là bị thần kinh, tại vì không thể nào mà yêu mà mình thì đẹp trai cao to sáng láng làm gì không tới nỗi mà để mà không dám làm gì đúng không kiểu. Mà luôn luôn sống trong chế độ thầm thèm đó. Đúng rồi, mà đi cảm thấy cho những cái lúc mà đi riêng hay gì là toàn là vậy không chị, giống như là bị nhịn á, bị nhịn mà nhìn thấy mà không được làm gì cho em. Tới một ngày đẹp trời sau 9 năm là em nói là mình thôi. Mình không có bỏ đi, mình không có quen nhau nữa. Là đường anh ấy đi, tại vì em thấy vậy là không ổn, tại vì có lẽ là Phượng cũng không yêu em và cũng không tin, tại vì khi mà tin rồi, yêu rồi và thấy em đàng hoàng, gia đình em mọi thứ thì phải đó là cái chuyện đó bình thường. Cũng không cho, các em nó thôi về bỏ đi, không có ngưng. Rồi xong lại không bỏ. Bỏ dạ. Nhìn nhà nó okay về luôn. Dạ. Nhà nó về luôn. 3 ngày sau qua nhà em. Tại vì em về là em không ăn không uống, có như một cái gì đó nó rất là giống như em bị mất một cái gì đó mà nó một cái thói quen đường trường của em á. Dạ, đúng là em bị bỏ cái thói quen đường trường. Không phải chị, giống như là bị một cái hụt hẫng mà giống như là đáng lý ra là mình đã có rồi nhưng mà mình có thể là nó làm sao đó. Thật ra lúc mà em mấy cái ngày mà em không gặp Phượng là em cũng có đi gặp, ví dụ như bạn gái ở ngoài em cũng có giải quyết cái chuyện của em, nhưng mà vấn đề là em thấy nó vẫn là không được là gì hết, vô nghĩa, nó chỉ nghĩa. Là dạ, nhưng mà chứ là phải cần phải có bạn này thì em sau 3 ngày em qua nhà bạn này rồi em nhớ là tặng đồng hồ, em tặng một, em mua một cặp đồng hồ xong em nói là đeo đi rồi đó, chuẩn bị đi mình cưới, chứ không là không có em làm cái kiểu như em thấy nó không có lãng mạn, nhưng mà em đưa này. Rồi cô có đồng ý không? Nói chung là cho tới tận bây giờ luôn em cũng vẫn chưa thấy có một cái lời cầu hôn chính thức nào đối với em. Cái đồng hồ xong nè. Qua cái đồng hồ vậy đó, có thể là do là chưa có đủ cái lòng tin với nhau, với lại thực ra thì em gia đình em thì cũng hơi bị, em bản thân em cũng hơi bị cổ hủ về những cái chuyện đó, những cái quan niệm về hôn nhân, về gia đình, cho nên em nghĩ là cái chuyện đó là nó phải rất là thiêng liêng và nó phải rất là đẹp lãng mạn. Cũng mơ mộng lắm chị. Và cái khoảng thời gian mà quen nhau dài như vậy thì mình nghĩ rằng đó cũng có thể là một cái sự thử thách. Khi... thử thách lâu quá, tới 9 năm là quá lâu. Giờ em còn học nó cũng chết chân thành nữa. Chân thành rất là lâu. Thử coi có chán không? Mà tại giờ mà thử gì đâu mà thử tới 9 năm lận. Chị đi kiếm em là chị chỉ vô vũ trường thôi. Tại vì hồi đó là em ăn chơi, tại vì em con một trong nhà mà đó là suốt ngày chị đi chơi ngoài được nha. Em nghĩ đó là lý do Phượng sợ. Có phải là em suy nghĩ và em sợ ông này theo cái kiểu đó không? Dạ cũng có, nhưng mà đó cũng là một cái cách để thử thách cái sự chung thủy của bạn ấy. Mà chị hỏi nè, thường á là cái chuyện mà giống như là mình chơi cái chiêu mà ức chế lâu quá đó, thì cái đêm đầu tiên á mà để em chạm đến người bạn này á, nó sẽ có hai tình huống xảy ra. Dạ. Hoặc là cực kỳ mãnh liệt, coi như có nhiều tôi thồn hết đặng mà tôi trả thù cho bà. Nhưng mà nó lại còn có một cái trường hợp nữa là không làm ăn được. Cái đó là chính xác. Đúng luôn rồi, là tại vì cái cảm xúc nó ngộ lắm. Dạ. Thì là em là rơi vào trường hợp nào? Em là trường hợp đầu tiên ạ. Có nghĩa là cái sau cái ngày cưới đó thì tụi em không làm gì hết, tại đêm đó tụi em chỉ đếm tiền, tại vì rất là nhiều tiền. Tại vì mà sáng hôm sau tụi em đã book tour đi chân mật đi nước ngoài, cho nên thành ra em nói thôi đêm nay mình quyết định mình đếm tiền để ngày mai mình còn đổi hoặc ra sân bay với mình đổi tiền mình đem đi, ví dụ đang nghĩ vậy thì đêm đó chị đếm tiền. Rồi bây giờ đêm thứ hai là đi đi hưởng tuần nước ngoài đúng không? Dạ. Đêm thứ hai là bắt đầu có ra, nhưng mà tụi em lại không có, lúc tụi em mua tour mà tụi em không có đi theo tour và tụi em xin tụi em ở lại, tại lý do là vợ bị bệnh thì lúc đó mọi người đi hết thì cái khách sạn đó là của tụi em. Khi mà tụi em bắt đầu lâm trận thì là em nghĩ là chắc nguyên cái khu đó, hành lang và đó là chắc người ta sẽ nghe, tại vì tụi em cười và giỡn đồ này kia, giống như là người ta bắt đầu vô là nó phải rất là lãng mạn romantic thôi. Hai đứa em vừa mới đụng vô cái là xì, cười mà cười muốn khùng luôn vậy á. Thân nhưng quá mà, rồi. Dạ. Rồi bây giờ thân quá rồi, bây giờ cuối cùng là có vui không? Dạ, vui. Tại vì nguyên ngày hôm đó là tụi em chỉ ở trong một khách sạn thôi. Giống như là biết rồi, sau khi mà giống như khám phá được cái báu vật rồi là làm hoài, có nghĩa là sau đó đủ thứ, tại vì vấn đề em kinh nghiệm hơn với Phượng trong cái chuyện đó, cho nên là em bày với Phượng đủ thứ. Nên là sau đó thì Phượng rất là thích. Mà Phượng bắt đầu nó biết vậy thì 9 năm trước đã làm rồi chứ không phải chờ tí. Sau khi coi như là 9 năm quen nhau, 11 năm ở với nhau, vậy thì có những tật xấu lòi ra không? Em coi chương trình Vợ Chồng Son này chắc là em thích nhất là đến cái đoạn này đúng không Phượng? Em rất là tâm đắc. Rồi tâm đắc. Em suy nghĩ hết 3 đêm để liệt kê những cái tật xấu để có thể kể ra đây. Dạ. Anh không nghĩ Phúc nó nhiều tật xấu đâu, tại vì lúc nào anh cũng thấy Phúc nghe nó lúc nào nó cũng chỉnh chu hết, tất cả ăn nói thì rất là ngọt ngào. Tới cái đoạn này mình có thể tua ra được không vậy? Không được, em
đúng không? Phật mát là anh không biết trong sâu xa của Hùng Phúc nó có những cái tật xấu gì em? Những cái tật xấu mà điển hình nhất của cái người này á, đó là yêu bản thân một cách thái quá. Tức là mỗi khi mà ổng ra đường á là em phải dùng cái từ gọi là lố lăng á, xịt nước hoa một cách lố lăng, chăm chút quần áo một cách lố lăng, tóc tai một cách lố lăng, và xịt keo là ta nói bụi mù tung hết cái nhà em luôn. Mà trời ơi, chỉ cần em đi cặp ông này thôi là em đã thơm nguyên một ngày rồi, em không cần phải xài nước hoa. Còn gì nữa? Trong cái túi đồ của ổng á, thí dụ mà anh mở cái túi đồ cá nhân của ổng ra thì mọi người sẽ tưởng đó là cái túi đồ của em. Bởi vì ở trong đó nào là kem chống nắng này, son dưỡng môi này, nước hoa này, gel vuốt tóc nè, gel rửa tay, rồi là thuốc cảm, rồi là xịt thơm miệng khăn nách, khăn giấy xịt chân mang vớ thôi. Nói chung là tất cả những cái gì liên quan tới mùi và hình thức bên ngoài là đầy đủ đủ hết luôn. Như một cái siêu thị mini không. Hôm nay ổng đi tham gia chương trình Vợ Chồng Son, ổng có kéo cái vali đi theo không? Anh vô trong đó anh coi đi, anh sẽ biết. Em nhìn đồ này là không có chú rể nào mà chặt qua được Phúc hết trơn, thấy không? Nãy giờ tôi dị ứng cái bông hồng này lắm. Em dị ứng cái bông hồng như là em dị ứng cái son dưỡng của ổng lắm luôn. Son dưỡng. Son này là của vợ em mua cho em mà. Ông quả quyết cái này là son dưỡng đó Bin. Bin nhìn cái son dưỡng nào mà màu đỏ chót như vậy không? Bóng lưỡng vậy. Đã vậy mang đôi giày chặt tôi nữa. Mang đôi giày mà thiệt á, kim sao lũ không nha. Hả? Nhà em ngược lắm. Đấy, em giản dị bao nhiêu thì ổng là lố lăng bấy nhiêu. Rồi, còn cái gì nữa? Tật xấu này đáng yêu quá. Tật xấu gì nữa? Ngủ hay nói mớ. Không biết là ban ngày có làm những cái chuyện xấu hay gì không, nên mà ngủ là hay nói mớ lắm. Nhưng mà em rình em bắt được hoài à. Có quay lại cái đề tài mà mớ là thường là về cái gì? Nói chung mớ những cái rất là vô nghĩa chị. Nói mà mình không biết là ông nói cái gì luôn. Nói rất là xàm luôn á. May là em chưa bắt gặp là Lan ơi hay là Điệp Huệ ơi hay là ơi nữa, chứ mà em mà bắt được là thôi xong hàng với em rồi. Rồi bây giờ còn nữa không? Còn cái tật xấu gì nữa không? Nói chung là bạn này thì có nóng tính không? Có gia trưởng không? Đi chợ thích nấu ăn, xong rồi là nấu rồi làm rần rần tưng bừng lắm, xong bày đầy hết trơn ra đó luôn cho em đi dọn. Rồi là nóng tính, rồi là gia trưởng là có nha. Nhiều luôn nha. Hay kiểu mà chưa có rõ nguồn cơn gì hết trơn á, là nổi là lên cơn tâm bành lên, bắt đầu nói ào lên, xong bắt đầu là ân hận đi xin lỗi đó. Còn một cái nữa rất là xấu đói. Ổng khi mà ổng đói là giống như một con người khác hoàn toàn luôn á, giống như là hai tính cách trong một con người á. Cha mẹ anh chị em dòng họ em không biết là ai luôn. Rất là em rất là xấu đói luôn. Tự nhiên vô cái em gặp chị em chửi chị, thí dụ vậy mà chị ôi sức ơi em gặp thí dụ vậy, tự nhiên xong chị tao có làm gì mày không mà em sực luôn. Hoặc là em sẽ làm giống như là kỳ cục, lúc em xong lúc đó mọi người quay lại đem em thấy là em bị kỳ. Rồi ăn xong vô cái thú đi. Ăn xong vô cái non cái vô xin lỗi. Xin lỗi. Cái cốt này là cốt con cọp hay là con sư tử gì hồi đó nè. Đó. Em mới nói là chứ ủa xấu đói vậy sao hồi đó nhịn được 9 năm cũng hay. Không có đói đó là đói khác. Rồi bây giờ tới Phúc đây. Em thì em nghĩ là lúc cưới là Phượng sẽ không có tật xấu. Tại vì em thấy là rất là nhẹ nhàng, thùy mị. Mà con nhà kiểu gia giáo, rồi nói chung là mẹ Phượng rất là giỏi, nấu ăn ngon, nên em nghĩ là mình lấy vợ rồi coi như là số 1 rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên luôn là em phát hiện là bà Phượng không có biết nấu ăn. Coi như là không biết nấu một cái gì luôn. Và làm cái gì làm cũng rất là chậm, tỉ mỉ rị mọ. Mẹ em dòng họ gia đình, tại lúc đó Phượng về Phượng làm dâu là chê hết. Đó là mọi người đều nói trời ơi mày lấy, ta nói đừng có lấy nghệ sĩ về là không ổn đâu, là kia nó chỉ đẹp thôi, nó chỉ này kia, chứ nó không làm được gì hết. Nói chung là em đã bị vỡ mộng cái đó trước. Cái thứ hai nữa là về em phát hiện là một cái tính là rất là tiết kiệm. Ví dụ như em đi taxi mà thí dụ 35 ngàn thì mình sẽ cho luôn 40. Đó thì Phượng không, Phượng nói là 35 ngàn là 35 ngàn, 40 ngàn là 40 ngàn, chứ không có cho thêm, coi như là cái nào ra cái đó. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Thì em thấy cái đó thực ra phụ nữ nào cũng có cái chuyện tiết kiệm đó, nhưng mà em thấy hơi bị bất ngờ về cái chuyện đó của Phượng. Một cái nữa là cái tính cứng đầu, có nghĩa là khi mà cãi lộn đó là Phượng nói, Phượng cãi rất là căng thẳng, mà nhưng mà cho tới tận cùng cái vấn đề cho tới luôn đó, tới luôn mà không bao giờ dừng lại. Và chị nhìn cái chán là chị biết là cái chán là vậy, phát hiện mọi người đâu mà nhìn cái chán mà biết rồi là rất là lì. Như lúc em cưới em không có nhìn, lúc em yêu chưa nhìn cái vụ cái chán vậy. Có để tóc ngang hồi đó chắc là phượng chắc đội nón suốt đúng không? Đúng rồi, đội nón tròn á. Rồi ví dụ như đi chơi, em nói giờ đi chơi không, bạn em rủ đi ba rồi này kia nọ, không đi. Cái tụi em ngồi một bàn với nhau, ngồi nhậu một bàn, thì tự nhiên em nghe cái bên một cái tiếng nó rất là quen mà ý ơi. Ngồi bàn kế bên với bạn luôn chị, mà bạn gái nữ vậy không, có là không đi nhậu với mình nhưng mà ngồi bàn kế bên để theo dõi. Tại vì tụi em là đi nhậu thì hay có kêu gái với Bin, biết không, thì có mấy em ra sẽ cùng đi. Không phải là mình tầm bậy, nhưng mà sẽ có. Tại vì thật ra những thằng con trai vào nhậu thì không có chuyện gì, nếu có gái vô cho nó vui thì bà biết, bà ngồi bà canh là có đó. Thì nguyên cái vàng đó là gái nó giải tán, nó kêu là anh ơi có mấy chị bên kia muốn mời tụi em, thì là thấy bà ngồi kế bên. Rồi đi massage thì em rủ không đi, nhưng mà em nằm thì massage nó có cái màn ở giữa. Cái em nghe tiếng kế bên em thấy ôi sao tiếng giống vợ mình quá. Cái nhỏ mới sao kêu chỉ nằm kế bên đó anh,
coi như nãy giờ mà nếu em có làm giờ em có làm gì là em xong tiêu đời. Đi thì ta đi lấy, người ta đi chỗ chỗ xa xa lạ lạ đi, ai kêu vô chỗ mà em hỏi Bin chỉ làm massage là nó phải rờ, tại vì thực ra là chỉ mặc đúng cái quần xịp và coi như là hầu như là không mặc chỉ quấn cái khăn thôi, tại vì massage nam thì nó phải làm body thì nó phải massage, nó phải là khắp nơi thì chị Phượng kêu là tới đây thôi, tới đầu gối thì em nói làm gối làm chi nữa, thì ta cứ để người ta bóp, tại vì thực ra bóp đùi nó cũng là một cái mỏi không cho luôn. Cái giờ chị mới xong mà tụi nó nói thôi vậy khó, lần sau đừng kêu vợ anh đi, thì thực ra Phượng không đi thì em cũng rất là thích, cho nên chắc là ý gì đó, cho nên là em đi mình là nằm kế bên canh. Rồi con nhỏ kêu nếu con làm gì là nhỏ đó cũng chết, ra là chắc con Na là nhỏ nó nghỉ luôn. Em không có ghen đâu chị, em không có, không có ghen. Không có ghen. Nói gì cũng được. Cái ghen đó nó cũng gọi là đón đầu cao cơ. Em không có ghen, nói chung là giải trí lành mạnh chị. Dạ. Chồng chơi được cái gì chụp chụp hình Facebook mà nếu mà ví dụ như là ai biết hết, ví dụ lỡ mà chị lạ, mặc dù ví dụ chị lớn em gì lạ cái bà là ai vậy, ai vậy, ai là phải tìm bằng được hoặc tìm số điện thoại tìm coi chị có chồng chưa, chị ở đâu, hoặc là nó là phải tìm cho được là chị là nếu chị gia đình là ok hoặc là công việc, còn nếu mà chị chưa chồng hay là chắc chắn là bà Vân bà cuồng phúc, ví dụ như là phải làm tới nơi tới chốn. Mà em bị nhiều lần xấu hổ vậy, kiểu như là nó bị oan á. Bây giờ còn không? Dạ bây giờ thì bớt hơn, nhưng mà có hai đứa con, là lấy hai đứa con làm vũ khí, có nghĩa là lúc nào đi là kêu tụi nó gọi điện FaceTime rồi kia, hoặc là không biết sao nhưng mà gọi là bố ơi nhớ bố quá hay gì là em không phải... em không có gọi, tự nó gọi đó. Sao nó biết bấm? Tự nó gọi đó, nó nhớ nó gọi đó. Đến cái phần mong muốn thay đổi, vậy thì Phúc muốn Phượng thay đổi điều gì? Em muốn Phượng là nhanh hơn một chút. Có nghĩa là thật ra thì bây giờ Phượng đã thay đổi nhiều, nhưng mà bây giờ cái cuộc sống nó bắt đầu nó nhanh rồi, mọi thứ nó nhanh, kể cả công việc, kể cả mọi thứ, cho nên là nếu như chậm như vậy là thua. Còn mọi thứ thì em thấy Phượng là giờ rất là tốt rồi. Mẹ em từ hồi đó không thích Phượng mà giờ rất là thương. Rồi tới Phượng, mong muốn anh chồng mình thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em chậm lại chút vậy. Dạ tại vì là em nhanh không được, cho nên em muốn chồng em chậm lại xíu cho nó hợp với em á. Cặp dạ. Này là cặp rùa với thỏ. Dạ. Bởi vì cái nhanh đó nó xuất phát từ cái sự là nóng tính và từ cái là vội vã hấp tấp, thì nó sẽ có những cái hiểu lầm không đáng có xảy ra. Có một cái nhanh là cái chuyện vợ chồng á, là phải nhanh, tại vì con em giờ nó lớn rồi mà nó hay chui vô phòng tụi em, có nghe bây giờ nó có phòng riêng, nhưng mà nửa đêm là tụi lỡ có nhiều lúc tụi em đang làm là nó vô thôi, cái đó nên qua đi, không cái thì đó là em nói cái đó là phải, cái đó phải nhanh, tại vì không thể nào làm lâu được cái thời gian, ví dụ như bao nhiêu phút đó mình phải lẹ để mà mình lấy cho mình sau nó vô nó phát hiện ra là không ổn, em nghĩ cái đó là phải nhanh. Thằng cu đó mà nó cỡ chừng 15-16 nó coi lại cái tập này á, nó cười dữ lắm cái đoạn mà cha nó chia sẻ. Dạ đó thì là mọi thứ vừa vừa lại xíu, thì em nhanh nhanh lên xíu, ống chậm chậm lại tí là vừa. Thực ra chị nói nghe nè, cho anh chị nhìn hai đứa cứ kể kể vậy đó, nhưng mà thực sự mà nói á, nhìn tụi em á, cứ tưởng tượng tụi em mới lấy nhau á. Son thiệt là son, thấy chị không có nghĩ là cái thời gian lâu dữ vậy đâu, 19 năm mà. Chúc tụi em như vậy hoài luôn. Chúc cho hai vợ chồng cứ như thế này, cứ yêu nhau mặn nồng như thế này và nắm tay nhau đi hết suốt cuộc đời. Xin chào hai vợ chồng. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Đức Thịnh, năm nay em 27 tuổi, em đang công tác tại đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố. Thế còn em? Dạ, em tên là Diễm Trinh, em 27 tuổi, em đang là kế toán. Thế hai bạn là quen nhau trong một trường hợp nào? Đó là em đi chùa Hoằng Pháp, trưa nắng thì em kiếm một cái ghế đá để em ngồi, thì lúc đó em thấy vợ em đang ngồi ngay ở cái ghế đá mà ngồi sâu mấy sâu chuỗi ra, anh thấy sao cô bé này tự nhiên mà nhìn nó hiền mà nó đẹp, đẹp quá, đập vô con mắt em vậy đó. Xong rồi cái em mới hít hơi tới cái làm quen. Lúc đó em hỏi là bạn ơi, cái này là bạn ngồi bạn làm gì vậy? Vợ em đâu có thèm trả lời em đâu. Vợ em nói xỏ sâu chuỗi. Rồi cái em cố gắng em có nói bạn ơi, mình cũng thích xỏ sâu chuỗi lắm, có gì bạn chỉ cho mình cách xỏ sâu chuỗi với. Rồi trả lời sao? Dạ lúc đó thì em không có để ý tới ảnh, cái nói với em hỏi là chỉ cho mình với. Thì em nghĩ là đàn ông mà đi xỏ chuỗi thì em nghĩ chắc là cũng hiền, cũng đàng hoàng, thì thôi em ngồi em chỉ. Xong cái lát cái hỏi xin số điện thoại em, mới hỏi là bạn làm gì, nói với em là mình làm giáo viên. Cái em mới nói được quá, giáo viên thì chắc cũng phải đàng hoàng. Cái em mới cho số điện thoại. Hồi nãy em nói em là bên đoàn các khu chế xuất đúng không? Sao lúc đó em nổ hả? Em nổ em là giáo viên hay sao? Dạ không có chị, dạ thời điểm đó em là giáo viên. Tới tháng 8 năm 2014 thì em mới đổi công việc khác. Rồi bây giờ sau khi có điện thoại nhau rồi thì sao? Dạ thì lúc đó thật sự là em cũng còn đang quen người bạn gái cũ. Nên lúc đó có giữ số, nhưng mà sau khi mà em đã chính thức chia tay rồi thì lúc đó cũng buồn. Em mới nhắn tin với lại vợ em là hỏi xỏ sao chuỗi làm sao. Xong rồi hai đứa rồi vẫn tiếp tục nói chuyện. Hai tháng sau là quyết định là lần đầu tiên là rủ nhau là đi uống cà phê. Rủ em đi uống cà phê thì em là không định đi rồi. Cái xong cái nói là có bạn chụp hình, em thì em thích chụp hình, em thấy vậy em thích quá. Xong cái em mới nói cũng được, cái em cũng dắt theo ba đứa em cho nó an toàn. Rồi sao đó là biết mình tới bây giờ biết xỏ sao chuỗi không? Dạ chưa. Hay quá ha. Dễ thương quá. Thế thì hai bạn là quen nhau bao lâu thì mới đám cưới?
Dạ, tụi em quen nhau được chính thức là 2 tháng. Thì em ngỏ lời cầu hôn vợ em. Tụng tóc hay sao vậy? Lấy nhau bao lâu? Tụi em mới lấy nhau được 6 tháng à. Quen nhau 2 tháng? Ủa mà sao quen nhau 2 tháng mà đòi cưới? Thật sự em cũng rút kinh nghiệm đều là thôi giờ quen tìm hiểu nhau rồi chi cũng mệt mỏi quá. Nói thôi giờ yêu là cưới. Cái đó là một cái lý do đơn giản là yêu là cưới hay là còn một nguyên nhân nào khác? Dạ không, em chỉ có đúng nguyên nhân duy nhất là yêu là cưới. Cái thứ hai là em thấy cô này đẹp là phải là của mình. Rồi em đồng ý luôn chứ. Em thì dưới quê là ba mẹ em mất rồi, chỉ có ông bà nội là lớn nhất thôi. Thì muốn hỏi cưới hay muốn làm gì thì xuống dưới quê em hỏi. Chứ em không có tự quyết định được. Cũng nghĩ là mình nói vậy thôi chứ cũng như là thử lòng. Em sợ là bạn này giả bộ xạo với mình vậy để cho mình tin bạn. Ai ghè đâu làm thiệt chị. Đi xuống luôn. Dẫn ba xuống nhà em luôn. Xuống dưới dẫn ba em xuống. Dạ lúc đầu thật sự mẹ em là phản đối kịch liệt. Mẹ em nói giờ mày lấy con người ta về mày làm khổ con người ta thôi. Cái em hứa đề là bây giờ cho con lấy vợ đi, con hứa con thay đổi. Mấy gì em tác động vô nữa rồi ba em cũng tác động nên là đồng ý là ba em xuống dưới là nói chuyện với gia đình ở dưới. Rồi xin cái là cho. Xin cái là cho, nhưng mà tới lúc mà đám hỏi xong thì bắt đầu ở dưới mới bắt đầu xảy ra nhiều chuyện. Chuyện gì? Dạ, chuyện gì là lúc mà ba bạn xuống thì không có gì, nhưng mà sau đó lúc mà nguyên gia đình của bạn đi xuống với nhà em á thì do là cái cách nói chuyện, cái suy nghĩ của mấy cô em với lại của mẹ chồng em á không có hợp với nhau. Xong rồi cái tự nhiên đám hỏi xong rồi cái gần đám cưới lại nói với em, cô em điện lúc đó em làm trên này, nó điện nói với em là mày đừng đám cưới nữa. Mày quản đám cưới lại đi, còn không á thì mày nói sao cho đừng cưới nữa. Em không biết lý do tại sao. Em mới nói là sao mà cô nói vậy, tại vì ông bà nội đồng ý rồi, nói với em là hả tao thấy nó quen không bao lâu rồi đi làm giáo viên rồi đủ tiền lo cho mày không. Em cũng không nói cho anh này biết, tới một lúc cứ nói em vậy hoài, em không biết là phải làm sao. Em mới điện em nói với anh này là thôi bây giờ anh nói ở nhà là đừng cưới nữa, em không muốn đám cưới nữa. Rồi em sao em nghe vậy, em sốc không? Dạ lúc đó thật sự em rất là buồn chị, tại vì mọi chuyện xong hết là đám hỏi rồi, chỉ cần tới định tới ngày cưới thôi, đùng cái nói không đám cưới nữa thì thật sự em rất là buồn. Em khuyên vợ em là thôi bây giờ cứ cố gắng là thuyết phục mấy cô đi, rồi biết đâu là mấy cô từ từ cũng sẽ hiểu anh thôi. Rồi một phần là em cũng xuống dưới là em muốn nói chuyện với mấy cô, rồi nói chung em cũng cố gắng em làm cho mấy cô hiểu em hơn. Cũng may mắn là đám cưới được diễn ra như cái dự định. Có nghĩa là quen nhau cho đến cưới là dọn dẹn là 6 tháng à? Dạ 2 tháng quen nhau rồi thì tới 2 tháng sau là xin cưới. Nói chung là từ ngày tụi em quen nhau cho tới khi tụi em cưới là đúng 1 năm. Rồi bây giờ các em là ở nhà riêng hay là ở bên gia đình chồng? Dạ ở với gia đình chồng. Em may mắn là ba mẹ chồng thì rất là thương em, thương như là con nhà vậy, nên em sống bây giờ em cảm thấy là rất là hạnh phúc. Còn ngược lại gia đình em thì coi chồng em sao? Dạ bây giờ khoảng cách giữa mấy cô em với chồng em vẫn xa vậy, không hợp. Không hợp. Nhưng mà cái ngày đám cưới các cô có dự không? Dạ có. Mà bây giờ là vẫn còn khoảng cách với chồng? Nói chung thì cô em thật sự là rất là thương con cháu, nhưng mà đôi khi cô em quá là nghiêm khắc đi. Dạ em mong muốn sao? Em có mong là cô em coi em giống như là con cháu trong nhà không? Dạ thật sự thì em rất là biết ơn các cô em đã đứng ra lo cái đám cưới này cho tụi em. Và thì em cũng muốn mấy cô là hãy coi em như là con cháu ở trong nhà. Khoan chị hỏi đó nè, đã bao giờ em nói điều này trực tiếp với các cô em chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Nhân cơ hội ngày hôm nay trên đây, em cứ mạnh dạn mà nói những điều mà em cần nói với các cô. Đáng lý ra em phải nói sớm hơn, em nói trực tiếp, nhưng mà thôi chưa nói thì nhân ngày hôm nay á, mình nói đi để các cô hiểu. Rồi sau đó nữa, sau hôm nay nữa thì chị mong là em cũng sẽ gặp trực tiếp các cô để em nói lại một lần nữa, thì chị nghĩ rằng sẽ thành công thôi. Dạ đầu tiên là con gửi lời con cảm ơn các cô đã đứng ra tổ chức cái đám cưới cho vợ chồng con. Thì con biết là do cách sống của hai nơi nó còn khác nhau, bởi vậy con mong các cô hãy từ từ hiểu vợ chồng con nhiều hơn. Vợ chồng con hứa là sẽ quan tâm tới gia đình ở dưới nhiều hơn nữa, và mong rằng cái khoảng cách giữa hai nơi nó càng ngày nó càng hẹp lại. Trong cuộc sống gia đình á, cái khổ tâm nhất của những cặp vợ chồng á là chưa được hòa hợp giữa gia đình chồng và gia đình vợ. Thôi thì chị cũng mong rằng á là sau chương trình này á thì là các cô sẽ hiểu được chồng em và coi chồng em như là con cháu trong nhà. Rồi, bây giờ nè, sau khi lấy nhau về rồi, vậy thì em phát hiện ở cái cô vợ mà trong mắt em là hoàn hảo đó, dạ, thì cổ có cái tính xấu gì không? Dạ có anh. Dạ, cái thứ nhất là vợ em hay cáu gắt lắm anh. Do tính chất công việc của em, đôi khi em hứa mà không làm được, cái là về vợ em cáu gắt với em liền. Cái đó cáu đúng không nội? Ông hứa ông không làm được, bữa ông ta không cáu. Ê, có hung dữ không? Dạ, ở nhà vợ em hay gọi là hơi men một chút. Tại vì hả, thà là đừng có hứa với em, tự nhiên hứa với em xong cái làm cái khác là em không có chịu. Đúng rồi, chị cũng vậy đó. Toàn hứa không mà chị, như là hứa với em là thường xuyên đi du lịch lắm, sẽ dẫn em đi du lịch. Giờ
em muốn đi Vũng Tàu. Nói em thôi đừng có đi, đi biển hả xa lắm, mẹ hả biển giờ đâu có đẹp đâu, thôi đừng đi tốn tiền lắm. Nói chung á là họ hứa đúng không? Dạ đúng không. Vậy là đứng về phía phe của vợ, coi như em bị thua một không, không đó. Thí dụ như bây giờ em nói em không dắt vợ em đi biển, nhưng mà bù lại em nói thôi em ơi đi Đà Lạt đi, không cho nó nghĩa là không hẹn không đi biển, biển mà mắc cười đó lên rừng. Nhưng hứa với em là dẫn em đi biển. Em thích đi biển đúng không? Em thích đi biển đúng không? Dạ. Đó thì bây giờ vợ thích làm sao thì chồng chiều vậy. Giờ anh hỏi em nè, trong mắt em vợ em đẹp không? Vợ đẹp anh. Đẹp sao không chiều lòng người đẹp? Thì cũng phải có cái mà mình chiều được, nhưng mà có cái ngoài khả năng mình đâu có chiều được. Hay là em không biết lỗi bởi vì em sợ đi biển? Em cũng muốn đi biển nhưng mà cái tính em thì thật sự là em hơi tính toán một chút. Ví dụ như em đi một cái chương trình á, lên đi du lịch thì em sẽ lên một kế hoạch rõ ràng. Ví dụ như đi xe bao nhiêu, ăn uống như thế nào, ở đâu em lên lịch đầy đủ hết tại nhà luôn. Sau khi em cân đông qua đếm lại em nói thôi mày đi Đà Lạt nó đỡ thôi. Trời, trời ơi, là trời. Có lý do, có lý do. Còn thích đi biển không? Dạ còn chị. Bắt chồng hứa đi. Tụi chị làm em chứng. Em sợ quá. Ừ, hứa em thấy chưa? Trời ơi, bây giờ em làm sao để vợ em tin là em sẽ làm, em không hứa nữa. Nắm tay đi, nắm tay hứa đi. Nắm chắc nha. Anh hứa với em là từ đây tới cuối năm anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa em đi biển. Để ý nhớ làm nha anh. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Không phải là em hứa lèo đâu. Nhiều khi trong cái công việc của em nó có tính chất, ví dụ như em nói là alo em ơi tối nay mình đi ăn nha. Cái nhưng mà đùng cái chiều nay sếp em nói họp thì phải họp. Nên em không có dắt vợ em đi được. Thì em cũng mong là vợ em cũng thông cảm cho cái công việc của em. Thế còn em? Em chỉ cần ảnh tự lo cho bản thân anh chút. Vậy là được rồi. Trời ơi, vậy sao vậy chứ? Tức là vậy, bản thân em là giờ em đã đang xác định là em có một cô vợ quá hoàn hảo rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chị chỉ có một lời khuyên rằng đừng bao giờ em để mất cô vợ này. Cái gì cũng vậy, cái sức chịu đựng hay là sự kiên nhẫn hay là sự cam chịu, tất cả mọi thứ đều có giới hạn hết. Chứ nó không bao giờ là vĩnh cửu. Sau này tụi em có em bé thì em sẽ nhân cái, tức là em nhân cái công việc cũng như cái sự chịu đựng này lên 10 lần, 20 lần. Em phải sửa đổi chồng em từ bây giờ để mình chuẩn bị cho có con. Ảnh đồng cam cộng khổ chia sẻ với mình. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Cùng tưởng Thanh Thúy. Ờ, giống thiệt luôn á. À. Thiệt. Rồi, mời hai bạn. Ngồi sâu vô con, ngồi rồi. Sâu vô, con ngồi sâu hẳn vô. Ừ. Bạn có thể cởi cái cúc áo ra để cho thoải mái nè. Dạ. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào chú Quốc Thuận nhà trai ạ. Và con xin chào cô Hồng Vân xinh gái ạ. Và con như là khéo ăn khéo nói thế. Con xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên gì? Con tên là Ngô Văn Khánh và mọi người hay gọi con là Khánh Ngô ạ. Khánh Ngô. Dạ. Công việc bao nhiêu tuổi và hiện tại ở đâu? Dạ, hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội ạ. Và công việc của con thì hiện tại con đang là đồng sáng lập của tập đoàn dược mỹ phẩm Thái Hương ạ. Và năm nay con 28 tuổi ạ. Rồi. Này, thế con quê con ở đâu? Quê gốc con ở đâu? Dạ, quê gốc con ở Thanh Hóa. Thế à? Thế dạ. Tại sao lại họ Ngô nhỉ? Tại vì cô cũng họ Ngô mà quê cô ở Bắc Ninh. Hình như là ở Ngô, nếu mà Ngô ở Thanh Hóa thì phân ra nhiều loại Ngô cô. Ngô nếp và Ngô tẻ cô. Dạ. Chắc, thế con là nếp hay tẻ? Con đến bây giờ thì con cũng chưa biết là con nếp hay tẻ. Chứ cô là cô thích ăn ngô nếp. Dạ. Nhì, ngon lắm. Ở trong miền Nam là chỉ có bắp thôi. Dạ. Bắp đi. Bắp Mỹ, bắp Việt thôi. Dạ. Đâu, bắp Mỹ với lại bắp dẻo đó. Bắp dẻo. Ừ, bắp nếp. Đúng rồi. Thôi như vậy là chắc hai họ Ngô này cũng dạ. Như là... Chắc là hai chi khác nhau. Đúng rồi. Đúng dạ. Rồi. Đó, nhưng mà chị phải công nhận không? 28 tuổi. Đồng sáng lập. Mà đồng sáng lập. Một tập đoàn. Trời ơi, 28 tuổi tôi là cái gì ở giữa thế gian người ta? Đâu lúc đó em rần rần rồi, em rần rần rồi. Cũng được. Nhưng mà lúc đó là em là mối tình đơn phương với chị Thúy Nga. Chị nhớ. Biết ngay mà anh nói điều đó. Thôi mấy đứa, cô Vân nói về cô Thúy Nga với chú là mấy đứa nghe cho vui thôi nha. Dạ. Nhưng mà vui thật mà chú, vui thật ạ. Vui không? Vui ạ. Vui. Rất vui ạ. Rồi bây giờ mời vợ của Khánh. Dạ. Giới thiệu về con nè. Dạ, con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con họ tên đầy đủ là Vũ Thị Hoa. Và con thì sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Nội. Và con thì cùng với chồng con làm chung một công việc. Và cũng cùng tuổi luôn ạ. Cùng tuổi luôn? Hai đứa cùng dạ. Tuổi. Ôi trời, mà sao chỉ có công thế có đồng là... sáng lập không? Hay dạ. Là dạ. Như thế nào? Dạ, cùng chức vụ luôn ạ. Ủa rồi ôi, thế cái tập đoàn con là nghĩa là bao nhiêu người là đồng sáng lập? Cho đến thời điểm hiện tại thì có hai vợ chồng con ạ. Cùng hai với lại rồi. Chủ tịch ạ. Thế á? Dạ. Sao giỏi dữ vậy? Chủ tịch con nhiêu tuổi? Chủ tịch con thì năm nay cũng rất là trẻ. Và cô rất là, thưa chị rất là đẹp. Và năm nay thì chị thì thực sự là bình thường thì con chỉ biết là chị hay chia sẻ là chị đang 89 thôi. Còn thực sự là con cũng không biết được là thật sự là chị bao nhiêu tuổi nữa. Trời ơi, chủ tịch nữ mà dạ, đẹp rất là trẻ, rất là đẹp. Trẻ nữa.
89 là năm nay khoảng ba mấy. Trời ơi. Đúng không? Dạ. Quá là quá giỏi luôn. Trẻ luôn. Ừ. Chủ tịch rồi, tôi nghe cái chữ chủ tịch thì một ốc luôn rồi đó. Dạ. Giỏi quá luôn, giỏi luôn thiệt. Em sử dụng cái sản phẩm của tập đoàn này chưa? Chứ chị sử dụng rồi. Tập đoàn mình là sản phẩm gì vậy con? Nhiều lắm, đi. Nhiều dạ. lắm. Thôi bây giờ con giới thiệu luôn ha. À dạ, ở tập đoàn con thì có rất là nhiều những cái sản phẩm. Và ví dụ như là sản phẩm tóc, cô Hồng Vân đang mới sử dụng. Vâng ạ, đó chính là sản phẩm về tóc. Về tóc ví dụ đấy. Như là nó sẽ kích thích mọc tóc này. Rồi nó sẽ giúp cho là tóc của mình ngăn ngừa rụng này. Đúng rồi đấy ạ, con thấy là con phải tập ngay khách hàng kêu bằng khách hàng VIP. Ôi, em ơi nếu mà khoảng chừng tới cuối năm nay mà khán giả thấy là tóc em lún phún lên là thôi, thôi xong. Là tôi sẽ lấy cái tập đoàn này là bao nhiêu tỷ đây? Đây là một cái một KOL tiềm năng mà dạ. Nếu như chuẩn luôn chú. Tóc của chú mà mọc như dạ. con đấy ha. Thôi xong. Con có tin không? Là ra tận thế giới luôn chứ không phải dạ. là trong nước đâu. Chuẩn luôn. Con là worldwide luôn chứ dạ. không phải là trong nội địa. Hay đó. Hay hay đó con, hay đó, hay đó. Tranh thủ mà xong chương trình này mời tôi đi nhá. Dạ. Thôi chứ là chú cũng rất là muốn dạ. để mà có được một cái mái tóc nó đầy đủ như chồng con. Nhưng tiếc rằng là nó không mọc nữa rồi. Nó không còn chân tóc nữa con ạ. Dạ. À, nhưng mà hy vọng khi mà chú sử dụng cái dạ. sản phẩm bên con là sẽ có cải thiện nha. Dạ. Rồi dạ, bây giờ ạ. Chúng ta quay lại với chương trình. Dạ. Thì chú rất là muốn biết là trước đây dạ. cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau? Đó, trong hàng vạn cô gái đẹp dạ. ở miền Bắc, sao con không gặp, con lại gặp Hoa dạ. đó, và lần đầu tiên gặp nhau thì các con có ấn tượng gì về nhau? Dạ, nói về cái cơ duyên để gặp vợ con thì cái lần đầu tiên thì cái ngày xưa thì con cái lần đầu tiên quen vợ con đó là quen qua một cái người bạn thân của vợ con ấy. Ừ. Thì cái thời đó thì con có làm một cái nhà ở một cái nhà hàng thì con hay làm thì cái bộ phận của con làm là hay ở trên tầng 2 á thì khi mà con làm trên tầng 2 thì nó có qua cái kính ấy chú cô. Thì con hay nhìn ra ngoài đường thì khi đấy rất trùng hợp tại vì vợ con hay đi đón bạn của con lúc 5 giờ chiều. Khi đấy là mình đang set up vào cái buổi tối thì mình hay nhìn ra thì con thấy vợ của con đứng ở bên đường. Đứng ở bên đường xinh ạ. Cái thời đấy gọi là xinh mà nó xinh theo cái kiểu như là trong trẻo chú. Mà mùa đó là mùa gì nữa con? Con không nhớ là mùa nhưng mà hình như đâu đó vào tháng 7, tháng 8 ấy ạ. Mùa thu Hà Nội. Mùa thu Hà Nội. Ôi thôi xong. Con nhìn qua cửa kính thì con gần như là con đúng kết hình lần đầu tiên rồi. Đúng hình con như chết liệt nửa người rồi con ơi. Rồi sao này? Cái cảm giác đầu tiên của con lúc đó là con nhìn thấy một cái cô gái dễ thương. Một cái cặp mắt là lúc đó là mắt vợ con nó tròn lắm. Không, mắt này ơi xin đừng cha cha cha. Cái ngày đó là vợ con mập hơn bây giờ một xíu. Mắt tròn hơn bây giờ. Thì con gần như là bị cuốn hút bởi cái gương mặt và cái thần thái đó. Rất là dễ thương và rất là mắt rất là tròn. Có nghĩa là khi ấn tượng đầu tiên con thấy vợ con gần như là sấm sét cú sét cái tình. Còn bạn này thì sao khi mà con gặp chồng con? Nếu mà để nói về lần đầu tiên thì thật sự là lúc đấy con cũng gần như không có cái ấn tượng gì. Chưa gặp anh đứng ở trong mà đúng không? Vâng ạ, trong những lần đấy là con không biết ạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên gặp kia cơ. Dạ, còn trong cái lần đầu tiên đấy là khi mà được gặp gỡ nhau thông qua cái người bạn đó. Một cái bữa ăn tối thì lúc đấy con nhìn thấy anh ấy thì thật sự là chỉ thấy là trông cũng cao ráo, trông cũng được. Về ngoại hình á, rồi trắng trẻo. Mỗi vậy thôi chứ còn con cũng không có thấy kiểu ấn tượng theo chả kiểu sách như gì nào. Cũng chả chết liệt người. Nhưng mà lúc đó là tình trạng của các con là đang chưa có người yêu hay là đang có người yêu? Con thì là lúc đấy cũng chưa có người yêu. Dạ, chia tay người yêu cũ chắc tầm lâu lâu rồi. Con thì cũng sao? Đang độc thân á, chưa người yêu. Như vậy là hai con tim phải tìm đến nhau thôi đúng không? Rồi sau đó khi nào thì mới bắt đầu có cơ hội để gần gũi tiếp cận nhau? Cái cơ hội thì nó chắc chắn là từ con rồi. Cái cơ hội thì nó dữ dằn hơn cô chú ạ. Nói về cái đó thì nếu mà nói về chuyện vui chuyện buồn thì con nghĩ đó là chuyện buồn. Ủa sao vậy? Bắt đầu từ chuyện buồn. Đâu? Tại vì sao? Cái cơ hội mà con có thể tiếp cận vợ con đầu tiên đó là vợ con bị tai nạn. Ai con hả? Vợ con bị tai nạn. Vợ con. Là vợ con bị gì? Con kể đi. Con bị ngã xe máy á. Thì cái khi đó thì lúc đó thì con nhớ là cái năm đó là 2014. 2014 thì khi đó là hai vợ chồng con đang đều là sinh viên. Thì con thì đi làm thêm ở nhà hàng và vợ con thì đang là sinh viên học ở trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp của Hà Nội. Thì cái buổi chiều ngày hôm đó thì con cũng không hiểu tại sao thì lại có cái cuộc gọi đó đến cho con. Tại vì vợ con bị tai nạn thì sau khi vợ con ngã xuống thì vợ con ngất đi, bất tỉnh đi. Thì con cũng không hiểu vì một cái thế lực nào đó, vì một thế lực nào đó mà lại gọi cho con, lại gọi được cho con. Lại gọi được cho con trong khi có nghĩa là trước đó thì hai đứa đã bạn bè với nhau rồi, đã có số rồi. Nhưng mà con không hiểu tại sao cái cuộc gọi đó lại dành cho con lúc đó. Không hiểu. Thì trong vô thức của con thì con
nhận được cuộc gọi thì con chỉ biết là phi thần nhanh tới thôi. Rằng là con tới và con đưa vào viện. Con không nghi ngờ một cái gì cả. Con không có nghi ngờ gì một cái gì cả. Nhưng mà là vợ con gọi hay là một người lạ nào gọi cho con? Một người lạ gọi. Tại vì khi đó mà con ngất rồi mà. Con tới đưa vào viện và con làm thủ tục nhập viện. Rồi những cái quãng ngày sau đó khoảng một tuần đến 7-8 ngày sau đó thì con cũng tới và chăm sóc luôn vợ con luôn. Và không ai chăm sóc cổ à? Có những người bạn nhưng con cũng vẫn nhiệt tình có thể chăm sóc luôn. Và sau những ngày đó thì con tự nhiên con không biết là con yêu vợ con sâu đậm hơn từ lúc nào nữa luôn. Đúng rồi. Tại vì còn, thật ra là bạn đã có cảm tình với bạn này trước đúng rồi, xem xét rồi. Đây là một cái cơ hội để bạn có thể thể hiện được cái tình cảm của bạn dành cho bạn này. Đúng không? Vấn đề là con thôi. Con thì thế sao? Con thì sao trong cái quá trình mà thiếp đi và khi mở mắt ra thì cái người đầu tiên con thấy là ai? Lúc đấy thì chính là chồng con bây giờ. Có nghĩa là con mở mắt ra là con đã thấy ôi cái khuôn mặt nó khá là thân thuộc đúng không? Không không, tôi hỏi nè, nó có giống trong phim không? Là con có cảm nhận là có ai đó bế mình lên không? Có bế vợ con lên không? Cái lúc đấy thì chắc là một người khác rồi, con có cảm nhận được. Mà lúc đấy kiểu đang mông lung hoang mang vì mình đang bị ngã rồi mình bị choáng. Là con vô trong bệnh viện là vợ con đang nhập viện rồi đúng không? Rồi, hiểu rồi. Thế rồi sao con mở mắt ra không thấy chồng khi con? Khi mà con thấy chồng con thì trời ơi, chồng con rất là nhiệt tình. Mặc dù bên cạnh lúc đấy là cũng có còn một người nữa ngoài chồng con, nhưng mà anh ấy thì kiểu lăn xả. Và sau đấy thì chăm sóc rồi mọi thứ, nên là thực sự là con cảm thấy cực kỳ an tâm ở cái thời điểm đó. Mặc dù là lúc đấy chỉ là bạn bè thôi. Rồi sau khi mà con hết bệnh, con xuất viện thì bắt đầu là chắc chắn anh phải có những cái lời mời đúng không? Đến thăm nè, xong rồi là cũng là trái cây nè, cũng đồ ăn thức uống nè, thuốc thang nè. Rồi sau là lời mời. Đi đâu? Hoặc là lời đi mời đâu đầu đó tiên để cho giống như khuây khỏa chẳng hạn. Lời mời đầu tiên là đi đâu? Lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Thực sự nếu mà nói lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Tại vì thường thường thì cái quãng thời gian đó thì sau cái ngày đi làm của con á thì con thường thường kết thúc vào 10 rưỡi đến 11 giờ đêm. Thì con hay rủ vợ con đi uống nước này hay là đi ăn đêm này. Thì khi đó thì bắt đầu cái mối quan hệ nó xích lại gần nhau hơn và nhiều hơn. Đó. Rồi bắt đầu có những chuyến đi xa không con? Chưa, lúc đấy chưa đi xa, lúc đấy chưa đi xa. Rồi thì đến khi nào thì con mới tỏ tình với vợ? Bao giờ mới là đi xa? Nếu mà thực sự nói đến bây giờ tỏ tình thì con chưa có một lời tỏ tình nào cụ thể với con. Các bạn này rơi trường hợp mà gọi là lúc đó tụi con là mấy tuổi? Lúc đó là 2014 thì con là khoảng 19 tuổi ạ. 19 tuổi. Giờ chú hỏi nè. Hai đứa đi chơi vào cái giờ mà người ta đang ngủ rồi. 11 giờ rưỡi khuya tụi nó mới đi chơi với nhau. Thì chắc chắn là phải đi dạo bờ hồ, ăn chân gà này nọ được. Có. Trời ơi, và giữa một cái trời Hà Nội, trời lạnh lẽo thì chắc chắn là phải có những cái ôm và phải có những cái tay, cái tròn ở phía sau nắm tay. Đó là tỏ tình thì con và vợ con có những cái cử chỉ đó không? Chưa, khi đấy thì chưa. Chưa luôn. Tại vì khi đấy con đi cùng những người bạn nữa. Cho nên cái hành động đấy bọn con chưa có. Mãi cho tới cái lần đó thì bọn con cũng chưa yêu nhau đâu ạ. Thì con có mạnh dạn. Cái lúc đó là mình nghĩ rằng là mình tỏ tình rồi, nhưng mà thực ra mình lúc đó là con cũng ngại ạ. Bản chất con cũng ngại cho nên không biết thế nào. Thì con có rủ vợ con về quê của con ở Thanh Hóa ấy ạ, chơi. Thì cái là quê của vợ luôn mà. Vâng ạ, nhưng mà hai quê bọn con được cái hai cánh nhau. Đấy, rồi cách xa nhau. Thì con về quê chơi thì không hiểu mẹ con hiểu kiểu gì, thì hai người bạn về chơi nhưng mẹ con lại hiểu rằng hai đứa yêu nhau rồi. Hai đứa yêu nhau rồi, về ra mắt. Thì mẹ cũng rất là ủng hộ và mẹ cũng rất là nhiệt tình. Rất nhiệt tình. Thì cho tới cái lúc tối là một lúc quan trọng. Lúc tối thì ở quê mà cô, nhà quê mà, thì nhà con thì ở quê thì cũng một vùng quê nghèo á. Thì nhà thì không có nhiều phòng đâu chú, cho cô. Thì vợ con mới chào là con đi về đấy ạ. Thì cái lúc đó là con chở vợ con đi ra để đi bắt xe đi về. Nhưng mà lúc đó không, bọn con lại không xe. Không về. Ai có không xe về? Nhưng mà con không về ạ. Con không về. Con không về ạ. Muốn sao về? Không về ạ. Mà cái lần đó là chốt luôn là yêu nhau. Không, nhưng mà tối đó ngủ ở đâu? Tối ngủ ở ngoài ạ. Ngoài, ở ngoài đình hay là ở ngoài đồng? Ở ngoài khách sạn ạ. Đó. Rồi đêm đó làm sao? Mướn hai phòng hay là một phòng? Nãy cháu nó chốt hạ rồi đấy. Là một phòng là hai giường hay một giường? Một phòng hai giường luôn chú. Hai giường luôn ạ. Ở đêm đó. Nhưng mà một giường là để đồ, để đạc, thế còn một giường là để ngủ đúng không? Đúng không? Thì đấy, chuyện đã phải đó, như thế thôi. Có cái chuyện gì xảy ra không? Đêm đó thì là một đêm tuyệt vời ạ. Mà cái chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Phải đến thôi con nhỏ chứ không thì mình lại không có bản lĩnh đàn ông thì có mà chết. Dạ. Nó nghe. Nó rất hào hứng ở chỗ này. Tức là nó có nhanh không hay là gần sáng mới là tuyệt vời. Tại vì rất nhiều cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ những câu chuyện đã vào tận nơi rồi, nhưng mà mãi tới 5-6 giờ sáng mới có thể làm việc được. Đó. Thì con thì như thế nào? Con thì nhanh ạ. Nhanh con thì nhanh ạ.
Con thì nhanh nhẫn. Nói chung là mình phải gọi là khi mà mình đã quyết rồi thì là đánh nhanh, coi như là diệt gọn thôi. Dạ, thì các con là tuổi trẻ mà. Dạ. Tuổi trẻ thì phải tài cao chứ chị. Nhanh như làm gì cho nó mệt mỏi. Phải nhanh như cơn gió. Đúng rồi. Không nhanh như cơn gió. Nhanh như cơn gió luôn. Không ạ, không nhanh như cơn gió. Đó. Đoạn nào cần chậm thì sẽ chậm ạ. Ừ. Như thế có nghĩa là ngày hôm đó là hai đứa gần như là chính thức là của nhau rồi, yêu nhau rồi và không cần phải nói một cái lời nào. Tức là hành động thôi, nói năng gì cho nó mệt. Rồi qua hôm sau là quay về Hà Nội hay là lại tiếp tục ở thêm ở khách sạn nữa? Qua hôm sau thì bọn con ra Hà Nội luôn á. Qua hôm sau bọn con ra Hà Nội luôn. Thế rồi cái lần mà con về nhà bạn này thì sao? Có về không? Sau lần đấy thì về nhà bên bạn gái không? Dạ có. Có tiện đường về nhà luôn á. Sau lần đấy thì một bọn con yêu nhau và một khoảng thời gian lâu sau nữa thì con mới về nhà vợ con chơi. Thế rồi gia đình bên con thì sao? Với cái chàng rể đáng yêu như thế này. Gia đình bên con thì rất là ủng hộ ạ. Dạ. Thế bên đây ta ủng hộ đấy thì. Vâng. Và đây là cái người đầu tiên khi con đưa về, xong rồi ba mẹ con ủng hộ vô cùng luôn. Đấy, bởi vì lúc đấy thì mình cũng được gọi là lớn rồi. Mà nhưng mà cũng chưa có nói rằng là ở đây là người yêu của con hay như nào, con chỉ chia sẻ là ở đây là bạn của con thôi. Nói chung là các con đã được một cái sự ủng hộ từ phía gia đình. Dạ đúng rồi. Mẹ thừa biết nhỉ. Dạ đúng mẹ rồi. Mẹ thừa biết thì con có mang ai về bao giờ đâu. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và đó là một cái điều rất là tiện. Dạ. Nhưng mà cái này là con khi mà đến gần với nhau rất là chơi chiêu với con luôn đấy ạ. Tại vì là trước đây thì khi mà có một ai đấy đến gặp con xong rồi bắt đầu kiểu thích mình hay là tán tỉnh mình hoặc là nói một vài lời để mình cảm nhận được là thường những trường hợp đấy là con sẽ kiểu chặn luôn. Con sẽ kiểu không thích và mình sẽ không nói chuyện nữa. Nhưng mà chồng con thì nguyên cả một cái quãng thời gian từ trước đấy quen ấy thì giống như hồi nãy chồng con có chia sẻ với cô chú đấy là khi đi cùng nhau không có ôm, không có hôn, không có nắm tay hay là không có chia sẻ là anh yêu em hay gì hết. Mà như kiểu là những người bạn thôi. Và luôn luôn thậm chí là đi cùng nhóm những người bạn với nhau chỉ là kiểu hay đi chung với nhau. Để anh đến đón em chỉ dừng lại ở đó. Và cứ quan tâm những cái cử chỉ rất là nhỏ bé. Thì chính những cái điều đấy nên là làm nó chạm đến con. Hay. Đấy. Cho nên là thật ra nếu có duyên thì cái gì đến nó cũng sẽ đến. Dạ đúng rồi. Đó. Thế có nghĩa là tụi con yêu nhau một cách suôn sẻ, một cách gọi là nhẹ nhàng say đắm và cứ thế là tiến đến hôn nhân thôi, hay là có những cái trục trặc sóng gió gì không? Có chứ cô. Có. Sao? Chuyện gì? Nói cô nghe xem là tự nhiên lúc con trùng xuống. Tự nhiên hỏi chuyện nó mặt con trùng xuống. Phải chăng là nguyên nhân từ phía con? Từ phía con ạ. Đấy, biết ngay mà. Sao nào? Lại một câu chuyện buồn nữa cô chú ạ. Đấy. Chuyện buồn nữa à? Vì sao con cứ mang những câu chuyện buồn thế? Nói đến câu chuyện đó thì con nổi da gà luôn ạ. Sao? Tại vì đó là có lẽ là một cái sai lầm lớn của cuộc đời con. Nó rơi vào cái thời gian đúng cái trước cái khi nhá. Trước cái khi mà vợ chồng con chuẩn bị cưới nhau. Đó là vợ chồng con cưới nhau vào cái đầu năm 2019. Thì nó đâu đó cách cái khoảng thời gian con chuẩn bị cưới nhau nó khoảng tầm 3 đến 4 tháng ạ. Thì con có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Đánh đùng một phát thì tự dưng lại vớ vẩn với một người khác đó. Nhưng mà là trước khi cưới đúng không? Trước khi cưới 3-4 tháng đó. Trước khi cưới 3-4 tháng á. Thế rồi sao nữa, nó kể cô nghe. Tại vì sao? Tại vì cái quãng thời gian đó vợ chồng con từ những cái năm 2014 mới yêu nhau thì vợ chồng con về làm cùng nhau, làm cùng một công việc với nhau đến tới bây giờ luôn. Thì cũng làm cùng nhau từ 2014 tới cái quãng thời gian đó. Thì cái quãng thời gian đó thì gần như là từ cái năm 2014 tới đấy thì bọn con làm ăn rất là phát đạt. Và làm ăn gần như là hai đứa về với nhau thì nó rất là phất lên ấy ạ, rất là phất lên và rất là gặp nhiều may mắn. Thì tới cái năm 2017 thì vợ chồng con lại quay ra, con mở nhà hàng, con mở thêm một cái chuỗi nhà hàng. Thì cái khi đó thì làm nhà hàng thì cái công việc nó khác và cái môi trường nó khác, thì con gần như là đi từ sáng tới tối khuya mới về. Thì trong một cái quãng thời gian nó dài thì hai vợ chồng không được tìm với nhau được tiếng nói chung. Và hai vợ chồng không có tâm sự với nhau được nhiều, mà cộng với cái công việc là con sở trách công việc của con mà vợ con cũng gần như là cũng sở trách cái công việc của vợ con. Tại vì cái quãng thời gian đó là vợ con đã lên những cái doanh số và công việc đã phát triển rất là to rồi. Rất là to rồi. Thì khi đó con chỉ hối hận một điều rằng là mình không có đủ bản lĩnh để vượt qua, cũng như là mình không sống chậm lại một chút để mình hiểu. Thực sự phải dùng cái câu là mình hiểu vợ mình. Tại vì mình có hiểu được, mình mới thương được. Mà lúc đó con đã đi quá giới hạn. Say nắng hay là... Có say nắng ạ. Quá đi quá giới hạn luôn đi rồi. Quá giới hạn, không còn say nắng đâu. Đi quá giới hạn ạ. Và đến ngày hôm nay thì con vẫn... Vợ con phát hiện. Con phát hiện hả? Có, vợ con phát hiện. Rồi bây giờ chắc phải hỏi Hoa đi. Đã. Sao, tại sao con lại phát hiện? Con phát hiện cũng thông qua một cái người bạn khác. Thì khi mà con nhận được thông tin là chồng con gọi là cắm sừng con đó. Thì thực sự ban đầu con không có tin đâu. Vì con cực kỳ tin tưởng chồng và chồng rất yêu thương, rất là chiều chuộng. Nhưng sau khi mà con tìm thấy những cái bằng chứng thì lúc này con bắt đầu con tin rồi. Và sau khi con tin thì con tiếp tục đi tìm hiểu xem nó như thế nào. Nhưng mà đúng là khi mình càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy đau ấy ạ.
bây giờ thì nó đỡ hơn rất là nhiều rồi, chứ thời điểm đấy con khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà chồng con không có biết, thậm chí con vẫn âm thầm để cái chuyện đấy ở bên trong con đến tận một tháng luôn. Bởi vì con muốn tìm hiểu mọi thứ nó phải rõ, thật là rõ ngọn ngành, để sau đó có cơ hội để ngồi nói chuyện với chồng con. Thì sau đó thì đến lúc mà con thấy mọi thứ nó quá là rõ ràng như vậy rồi, thì con bắt đầu con mới ngồi lại để chia sẻ, để hỏi, để nói chuyện với chồng. Mặc dù ấy, con nhớ mãi cái thời điểm là trước cái lúc đó, trước khi con nói ấy ạ, là cái ngày mà còn đưa hai bên gia đình đi chơi cùng với nhau, đi du lịch cùng với nhau. Có nghĩa là cái mối quan hệ và chuẩn bị về để cưới mà. Đấy, nhưng mà khi mà trời ơi, con chỉ khóc khóc khóc. Và thậm chí là sau đấy là còn đưa cả anh mời bảo là thôi anh đi ra khỏi nhà đi. Bởi vì lúc đầu là cứ bảo là con sẽ không đồng ý đâu, con sẽ quyết định là con sẽ chia tay. Đấy, lúc về nói chuyện với nhau á, thì lúc đấy bởi vì anh ấy nhận luôn mà, không thể chối cãi được. Bảo anh đã làm điều gì sai với em. Đấy, thì khi mà nhận thì chia sẻ, nhưng mà lúc đấy con không thể chấp nhận được cái sự không tha thứ. Dạ đúng rồi. Thực sự lúc đấy con quyết tâm lắm. Con nghĩ rằng là cuộc đời mình đối với lại anh này là sẽ dừng ở đây. Chắc chắn là không có một cái gì cứu vãn được. Và con thể sự hiện cái sự quyết tâm đấy đối với chồng con. Và điều gì đã cứu vãn cho con? Con đã làm gì? Con cảm thấy rất là may mắn. Cái lúc đó con cảm thấy rất là may mắn. Khi bên cạnh con có những người như là bố mẹ của con, và cũng như là bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Bố mẹ bên làm vợ, và có những người như là người sếp của con và bạn bè của con cũng đã. Khi đó thì thực sự là gần như là con được bất đồng tâm. Thực sự tại vì mình quá sai rồi. Và lúc đó cái lúc mà vợ con bảo là anh đi ra khỏi nhà đi, thì con cũng ngậm ngùi con đi thôi ạ. Tại vì mình không còn một lời nào để nói nữa. Mình sai mà. Mình sai. Nhưng mà con lúc đó con nhớ mãi một câu chuyện đến bây giờ con vẫn nhớ như in. Đó là con đi ra ngoài và con đi ra khách sạn con ở, thì con có nhắn với bố vợ của con bây giờ đấy ạ. Con có nhắn với bố một cái dòng tin nhắn như này. Con bảo là bố ơi, đầu tiên là con bảo là con xin lỗi bố. Thì bố ơi, chắc có lẽ cuộc đời này con không còn may mắn để được làm con rể của bố nữa. Rồi con kể ra câu chuyện của con mà con thú tội với bố. Thì khi đó khoảng tầm 2 phút sau bố con không nhắn tin lại. Bố con có đọc nhưng không nhắn. Và bố con có nhắn lại một câu như này. Bố con bảo là cái chuyện mà yêu đương thì đó là việc của hai đứa. Nhưng nếu thật sự yêu thương nhau thì cũng phải ngồi lại mà giải quyết. Và sau đó con cũng có gọi điện và có nhắn về cho bố đẻ của con á. Và bây giờ hiện tại thì bố đẻ của con cũng đã mất rồi ạ. Cũng đã mất rồi ạ. Thì con nhắn tin vào cho bố con trong đêm. Thì ngay là tức đêm hôm đó khoảng tầm, con nhắn về lúc khoảng tầm 10 giờ đêm. Thì khoảng tầm 1 giờ sáng á, cỡ hơn 12 giờ, hơn 1 giờ sáng á, thì bố con chạy từ quê ra Hà Nội luôn. Thường thế. Và cái sáng hôm đó thì bố con có gọi con về. Thì hai vợ chồng ngồi với nhau. Thì lúc đó con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi. Con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi. Thì không có nói gì hết. Và khi đó vợ con đang khóc, thì bố con có xin lỗi vợ con. Và bố con có giải thích, cũng như là bố con có khuyên can. Nhưng mà lúc đó cái câu chuyện cũng nó vừa mới xảy ra thôi. Thì vợ con cũng có vâng. Và nhưng mà cái câu chuyện nó mới xảy ra thì thực sự là để mà bảo tha thứ ngay thì nó không thể. Thực sự nó không thể. Thì cái quãng thời gian đó bọn con có chia tay một tuần ạ. Chính xác là có khoảng tay một tuần. Thì sau đó khoảng một tuần sau thì con có nhắn tin cho sếp của con bây giờ á, là mời sếp vô luôn và những người bạn khác nữa. Và những người bạn khác nữa thì có nhắn tin cho vợ con. Và đặc biệt cái lần mà quyết định bọn con có thể quay lại với nhau và con có cơ hội lại á, là do người sếp của con hiện tại bây giờ. Thì con có nhắn tin nhờ sếp, con có bảo là chị ơi, bây giờ hai vợ chồng em chuẩn bị cưới nhau rồi, mà em cũng rất yêu vợ em, nhưng mà cái quãng thời gian này em có gặp vấn đề như vậy và câu chuyện của em đến với em như vậy, thì thực sự em không đành lòng. Thực sự con dùng từ không đành lòng. Tại vì yêu mà chú, yêu mà cô. Cho nên con có nhờ sếp con gọi hai vợ chồng con ra. Và sếp con có tâm sự. Và cái lần đó ngồi quán cà phê, thì vợ chồng con phải viết bản cam kết. Con viết bản cam kết với vợ con. Và cái lúc đó thì con không biết là vợ con tha thứ cho con chưa. Nhưng mà vợ con có gật đầu để cho con được phép quay lại và sửa cho sai. Cho anh cơ hội đó. Con được phép có một cơ hội. Và đến bây giờ thực sự con phải cảm ơn cái cơ hội đấy rất là nhiều. Tại vì nó gần như nó như là một cú tát vào mặt con. Và gần như là cứ mỗi lần ra quyết định gì đấy trong cuộc đời, từ lúc đấy đến bây giờ, thì con đều nghĩ về những cái lần sai lầm của con. Và ngày hôm nay thực sự qua chương trình này con rất là xúc động. Và qua chương trình này thì con cũng muốn gửi tới vợ con một cái lời xin lỗi, một cái chân lời thành. Xin lỗi chân thành. Và một lời hứa như thế nào? Anh xin lỗi vợ rằng cái quãng thời gian đó anh đã sai lầm với vợ rất là nhiều. Và ngày hôm nay anh ngồi ở đây, anh muốn xin lỗi vợ một lần nữa.